Hello anh em đến với kênh của Dũng Xe Tải nha. Hôm nay mình qua bên bãi xe nguyên dàn xe này của mình. 5 xe với một bên này có một chiếc nữa. Buồn buồn thị trường nó đang ế ẩm thì là một bài phân tích nhỏ cho anh em thôi. Có xe cuốc đào mình cũng mới mua Bảo Lộc được gần tháng. Con K165 215 này thì xe này mình cầm. Xe của thằng bạn nhưng mà mình cầm cầm của nó lấy dính lãi. Còn K165 thùng kính 216 Mitsu 206 và Vinasuki các bạn. Với lại bên kia bên có chiếc 778 của mình nữa này, K125 là của mình luôn. Nguyên dàn xe này thị trường nguyên dàn xe này chắc mình ngậm khoảng có chiếc ngậm 2 tháng, hơn 2 tháng và 3 tháng rồi. Thì không có khách. Mình riêng thùng kính thùng bạc này mình cầm mình cũng đang kêu cho khách luôn. Cho thuê vẫn cho thuê. Các bạn thuê vẫn chuyển cho thuê thì Vinasuki này thì rẻ tiền mình mới lấy, đang tháo biển số để làm rồi. Nói chung mà năm nay làm xe cũng không có lời lắm, chúc mà mình làm bài phân tích cho anh em hiểu thôi, còn tùy anh em, mỗi anh em có một cách làm khác nhau. Đó nguyên dàn xe của mình nhá, xe quốc đào, xe K165, 2K1215, con này 216 thùng kính, Mitsu 206 và Vinasuki. Anh em có bảo bán xe lời không? Lời chứ, lời thì mình mới mua được nhiều xe chứ. Quan trọng anh em lời được bao nhiêu. Nhưng hồi sáng mình có một khách coi Vinasuki này, mình lời được đâu đó khoảng 7 triệu, 8 triệu gì đó. Nhưng mình không bán. Mình đã qua năm mình cũng bán được lời được cái giá này. Mitsu này thì mình mua thì con này khả năng mình sẽ hòa vốn, không có lời thì đang bắt sai. K165 này bữa trước mình cũng lời được mười mấy triệu rồi, mà mình không bán. Không phải là mình chặn nhưng mà có một vài lý do mình không bán thôi, không thích không bán. Con này cũng có khách trả chưa được giá, con xe quốc đào sáng mình cũng trả lại tiền cho khách luôn, khách cọc 7 triệu nhưng mà chi phí vận chuyển nhiều quá mình cũng không bán. Bên kia mình còn một K125 nguyên dàn xe này của mình, cũng một mớ tiền ở đây. Thật sự làm xe giống như con quốc đào này của mình, giá vốn của mình là 50 năm mấy triệu á, thì mình bán hồi sáng mình bán trừ hết chi phí đi mình lời được đâu đó khoảng hơn triệu à, cái mình không bán. Con xe này 3 năm sau mình bán vẫn mình vẫn lời được khoảng 10 triệu. Các bạn hiểu nguyên tắc, có nghĩa là mình bỏ số vốn năm mấy triệu nhưng mà 3 năm sau cái này không không thay đổi nha. Thì giá mình vẫn bán là vẫn vẫn lời được nhiêu đó tiền. Một ngày bán hoặc là 3 năm sau bán thì con xe này nó vẫn là giá trị của nó là mấy chục. Thì con xe này sức cấp khoảng 5 sức người làm các bạn, thao tác rất là nhanh. Còn như con xe này thì hiện tại con này mình đang cầm cầm mình đang đưa cho khách khoảng 5.000 đô, mình đang cầm cầm của khách, cầm của thằng bạn thôi, nên đưa xe đây mình đưa 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 tiền cho khách mình tính lãi ngon hơn mình bán xe. Còn K165 này bữa hôm mình lời được 17 16 17 triệu à, mình không bán luôn. Những cái bà bạn thắc mắc tại sao mình không bán à, vì giá thị trường của mình sẵn sàng là quan sang năm 2024, nay mới tháng 10 à, bây giờ mới là tháng 10, 28 tháng 10 thì qua 2024 mình vẫn bán mình là được nhiêu đó. Nhưng phải được giá mình mới bán. Vì nguyên tặng là nguyên dàn xe này của mình là mình không có vay ngân hàng nha nha. Dàn xe cũ này mình không vay ngân hàng. Tất cả mình dùng tiền nhà, tiền mặt hết. Mấy bên kia mình có một chiếc nữa. Mình đang đấu thầu lại mấy chiếc bên công ty nữa. Nói chung là tiền mặt không vay ngân hàng thì thoải mái lắm các bạn. Không sợ lỗ. Như con này sắp tới đăng kiểm rồi. Mình sẽ đi đăng kiểm lại. Tất cả dàn xe này mình đăng kiểm rất là dài. Nếu mà trong kinh doanh thì thật sự như dàn xe này mang tiếng mỗi xe là mình bán sẽ lời đó là mười mấy triệu, mười mười mấy triệu. Nhưng mà thật sự là khoảng 2-3 tháng nay thì thật sự là mình đang lỗ. Thì hiện tại lĩnh vực mình đang lấn sân vào là lĩnh vực cầm cầm những cái xe này này. Đưa xe cho mình đưa tiền cầm tính theo lãi là ngon nhất. Thì thật sự còn đi buôn xe bỏ lời từng con mấy triệu, mười mấy triệu không thơm. Nói chung là quan điểm mình không thơm thôi. Sau khi mình làm mấy năm rồi mình nghiệm ra cũng chả có thơm đâu. Nó lâu bạn dính xương vài cái, mình dính nhiều là mua chúng xe tranh chấp rồi ra tòa án công an rồi các kiểu lắm. Các bạn buôn xe phải lời chứ, phải lời có lời chứ. Nguyên dàn xe này của mình là lời khoảng 10%, nhưng mà khi nào bán được 1%, năm nay bán không được thì sang năm bán vẫn lời 10%. Nhưng bạn tính tổng ra cho một tháng thì không ăn thua. Thà con xe này mình cầm của khách 100 triệu đi thì ngon hơn, thà mình bán con xe này lời được có 10 triệu bạc nhưng mà cầm 100 triệu thì các bạn sẽ ngon hơn.
Đâm ra là lĩnh vực cầm đồ là ok nhất theo mình hiện tại nghĩ. Là còn buôn xe bây giờ mình buôn thì cũng có thôi, xe bây giờ nếu các bạn bán giá mềm một xíu thì mình vẫn mua thôi, tại vì giá phải mềm nhé. Như con này nè, bữa hôm tháng trước có người trả lời thì mình không bán đó. Thật sự biên độ lợi nhuận của xe bây giờ không còn cao, nói chung là thời trước thì còn làm ăn được, như bây giờ thì thua. Nếu mà các bạn cứ tính xe mà các bạn cứ bảo một con mà các bạn về bạn bán ngay trong tháng thì các bạn có lời, nhưng mấy con này mình tính 2 tháng, hơn 2 tháng, gần 3 tháng bây giờ mang tiếng mình bán, mình lời được mười mấy triệu cũng hơn thua, bỏ ra gần 200 triệu lời 2-3 tháng rồi tính ra thua cầm đồ đó. Con này thì bạn mình mới đưa tiền lãi xong mà vẫn nó để xe đây, vẫn lấy xe chạy bình thường. Con xe quốc đào kia mình cũng trả cọc cho khách rồi đó. Thật sự làm xe bây giờ không thơm nữa các bạn, quan điểm của mình như vậy. Nếu một tháng bạn làm 10 con lợi 10 triệu thì bạn lời 100 triệu. Cũng mỗi người cách vận hành thôi, nhưng quan điểm mình không. Quan điểm của mình bây giờ là cứ cầm xe. Ai có xe thì mình cầm, cầm theo tính theo lãi suất thôi. Nếu giờ các bạn mình làm bài toán cơ bản thôi, nếu các bạn có 1 tỷ bây giờ các bạn cầm theo lãi suất khoảng 2 chấm hoặc 3 chấm. Các bạn ngồi không nhịp đồ một tháng các bạn kiếm 2 30 triệu khỏe ru. Trong khi các bạn ôm nguyên một dàn xe này, tháng các bạn chưa chắc kiếm được nhiều đó tiền. Có thể chiếc này bạn lời nhưng bù lại những chiếc kia bạn lỗ thì chưa chắc các bạn sẽ có. Mà để ôm một dàn xe như này các bạn phải chi phí bến bãi, công cán, sạc bình, đổ dầu, hư hỏng, sửa chữa. Kia các bạn bỏ 1 tỷ ra các bạn ngồi im, các bạn tháng có 30-40 triệu, 20-30 triệu rung đùi các bạn đi chơi khỏi quan tâm đó. Nhưng mà giờ thì nghề của mình thì nghề đi buôn mà mình phải tính bài toán lợi nhuận thôi đó, như xe quốc đào vậy các bạn. Nếu bây giờ mình xả lỗ thì có người mua ngay thôi, nhưng mà thôi buồn buồn chia sẻ cho anh em một xíu về nghề xe thôi. Anh em nào thích làm thì cứ làm thôi, anh em nào làm được cứ làm thôi. Còn mình thì cảm giác là nó không còn biên độ không hiệu quả thì mình chuyển sang lĩnh vực khác thôi. Mình vẫn làm xe nhưng mà giá mình mua bây giờ nó sẽ mềm, và mình sẽ tính toán lại với bài toán lợi nhuận, mình chuyển sang cầm hết, cầm tài chính cho anh em thôi, hỗ trợ cho anh em về tài chính rồi. Nếu mà bây giờ mình có 1 tỷ thì mình sẽ không ôm xe đâu, mình thề luôn, mình cầm xe thôi. Rồi chúc anh em một ngày cuối tuần buổi tối thứ sáu tính theo lịch nhà nước thì vui vẻ nha. Làm xe thì chán lắm mấy bạn, giờ mình đi bán bếp ga luôn mà. Đó, lĩnh vực của mình chuyển sang thu mua đồ cũ. Ok hai anh em.